Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 101 Nương, uống thuốc đi. Quý anh anh bưng chén thuốc, đút một muỗng thuốc tới bên miệng của quý thị. Mùi thuốc lan tỏa trong không khí, nhân sâm trăm năm nặng mùi đến mức cả hương thuốc cũng không che được. Quý thị ghét cay ghét đắng, khẽ xoay đầu, khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt. Không được. Quý anh anh sẵn giọng. Cớ gì nương lại đánh cược với sức khỏe của mình? Chẳng lẽ nương không uống thuốc này, tên hắc tạc kia sẽ không tính kế chúng ta? Tính toán sai rồi. Quý Diệu Đình cũng nghịch ngợm nói. Sát nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Chăm sóc sức khỏe quan trọng hơn. Tháng sau con trai muốn cưới vợ, ngài còn muốn uống trà con dâu mà. Vừa nghĩ đến bí truyền trăm năm của quý gia bị ép cướp đi, Quý thị như cho tàn, lòng đã nguội lạnh. Nhưng nhìn đôi trai gái trước giường, nghĩ đến tháng sau con trai muốn kết hôn, nàng mới lóe lên một tia hy vọng. Hai màu sợi tơ không còn là điều đặc biệt của Quý gia, có gì quan trọng đâu. Con trai có thể cưới vợ sinh con nối dõi, con gái có thể bình an đến ngày xuất giá, cuộc sống còn có thể tiếp tục, nàng bán bí truyền, thật xin lỗi lão gia và tổ tông Quý gia sau khi mất có thể chịu tội dưới địa ngục cũng tốt quý thị chỉ mong tất cả tội lỗi đều do mình gánh chịu nàng thở dài nói nương trong lòng nhất thời chưa thể chấp nhận để thuốc đó đi đây là bệnh do khí gây ra chờ khí thuận là sẽ khỏi thôi thấy mẫu thân căm ghét thêm thuốc biết rõ nhất thời không thể khuyên được quý anh anh sảng khoái cầm chén thuốc đưa cho lý Mama ma cầm đi để vào nước nóng ấm lên một lát nữa sẽ uống quý diệu đình lại nói nương ngày mai đi ứng tụng ở châu nha thân thể ngài không tốt đừng đi nữa con là trường tử con đi cũng được không được quý thị vô thức phản đối đem con gái ném vào triệu gia đã làm nàng hối hận không kể hết nàng không thể để con trai độc nhất của quý gia phải đi theo nàng vẫn sợ thịnh lang quân tàn nhẫn giao dịch là giao dịch nếu đối phương sinh biến con trai đi rồi không về được nàng chết cũng không chuộc được tội lỗi của mình. Quý Diệu Đình không nhượng bộ chút nào. Để ngài mang bệnh ra công đường, con cả đời này cũng sẽ bất an. Quyết định như vậy đi. Quý Thị muốn phản đối, nhưng vừa quýnh lên, đầu lại choáng váng, không còn sức lực để cản con trai. Nương, yên tâm đi, thịnh lang quân không phải rất có biện pháp sao? Quý anh anh vừa nói câu đó, thấy mẫu thân nắm chặt đệm chăn, gân xanh nổi trên mờ u bàn tay nàng đau khổ trong lòng, khuyên nhủ. Hắn không phải còn chưa sai người đến học bí truyền sao? Ca ca từ nha môn bình an trở lại, chúng ta sẽ dạy bí truyền cũng không muộn. Quý thị dừng lại một chút, mở mắt, nàng phân phó Lý Mama ra ngoài canh cửa, dịu dàng nói. Anh anh, nương quá cố chấp, bí truyền có thể truyền cho ngoại nhân, sao lại không thể dạy ngươi? Ngươi thích kỹ thuật nhuộm, nương sẽ truyền bí truyền cho ngươi. Đại lang, con không trách nương chứ? Quý Diệu Đình lắc đầu nói: Con sao có thể trách nương được? Anh anh thích kỹ thuật nhuộm, trời cho cũng có năng khiếu. Chúng ta ít người truyền cho nàng, tương lai nàng xuất giá có một kỹ năng bên mình là tốt. Con tư chất bình thường, chỉ hy vọng cả nhà được bình an, sống qua ngày đủ đầy là tốt rồi. Trong mắt quý anh anh hiện lên vẻ vui mừng. Nương không cần dạy con bí truyền, ngài cho phép con vào phường nhuộm là tốt rồi. Như vậy nàng có thể nhuộm ra nhiều vài vóc đẹp kiếm thêm tiền. Ngươi phải học, Quý thị nói với giọng rất kiên định. Bí truyền là kinh nghiệm và tâm huyết của từng đời nhuộm. Ngươi có năng khiếu, nương hy vọng ngươi học bí truyền của Quý gia. Xem xem có cách nào làm cho người khác tưởng rằng đã học được, nhưng vải nhuộm ra vẫn khác với vải của Quý gia. Quý thị huynh muội bừng tỉnh, Quý anh anh bừng bừng ý chí chiến đấu, hưng phấn nói. Được, con sẽ học, con nhất định sẽ nghĩ ra cách Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của Lý Ma Ma. Phu nhân, có khách đến, nói là có hẹn với ngài. Thịnh lang quân phái người đến học kỹ thuật nhuộm sao? Ba người quý gia trong lòng dùng mình. Quý Diệu Đình nói. Ta ra ngoài xem một chút. Quý anh anh cũng theo ra ngoài. Hai huynh muội vào phòng khách ngồi vào chỗ của mình, liền thấy Lý Ma Ma dẫn một nam một nữ vào. Nam là cận sơ gia, nữ mang theo một gói đồ nhỏ, là một tiểu nương từ trẻ tuổi mười mấy tuổi. Nàng rất đẹp, có đôi mắt to chớp chớp, khi mỉm cười, hàm răng chỉnh tề trắng như ngọc thạch. Tiểu nữ A Ninh ra mắt Quý đại lang quân và Quý tiểu nương tử. Giọng nàng rất trong trẻo, như tiếng răng rắc khi cắn một trái cây giòn. Quý anh anh theo mẫu thân và vài vị ma ma học lễ nghi, bất ngờ phát hiện A Ninh cũng được huấn luyện lễ nghi, hành lễ động tác rất viền chuyển, cực kỳ tao nhã. Thịnh lang quân có lai lịch lớn thân phận cao quý và bí ẩn, người bên cạnh hắn hiểu lễ nghi cũng là điều bình thường. Cận sư gia lúc này tươi cười, trông giống một sư gia bình thường, không hề nói nhảm. Chủ tử của ta phân phó tiểu nhân làm thầy kiện cho quý gia. Tài hạ sẽ bảo vệ quý gia không bị trở ngại. Hắn lại nói. Chủ tử của ta đã chuộc lại. Khi an ninh học xong bí truyền, quý gia thiếu tiền của tụ thái các và triệu gia, tài hạ sẽ hai tay dâng lên vẫn không đề cập đến việc quý anh anh đã ký khế ước vì nhân sâm trăm năm. Quý diệu đình ảm đạm, đối phương bày ra nhiều bẫy dập, có thể dễ dàng hóa giải. Lần tới cũng không phải việc khó, họ căn bản không sợ quý gia đổi ý. Quý diệu đình đồng ý, phân phó Lý Mama sắp xếp chỗ ở cho an ninh tại phường nhuộm. An ninh tiểu nương tử ở tại phường nhuộm không thấy ủy khuất chứ. Nàng đến để học bí truyền nhuộm tơ ở tại phường nhuộm không cần lo lắng quý gia lừa gạt. A Ninh mỉm cười nói. Như vậy rất tốt, cần thiết tài liệu, xin Đại lang Quân cứ việc phân phó, cần sư gia sẽ sai người đưa tới. Đây cũng là điều quý gia mẫu tử đã thương lượng xong. Không muốn để người ngoài ở nội viện, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm quý gia. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, cận sư gia nghe nói quý thị nằm trên giường không dậy nổi, từ quý diệu đình đi ứng tụng, liền hẹn gặp hắn ngày mai ở nha môn châu phù. Lúc gần đi, cận sư ra nghiêm túc nhìn quý anh anh một cái, nhớ kỹ tướng mạo của nàng. Thấy nàng trợn mắt nhìn, hắn chỉ cười cười, chắp tay cáo từ. Thời gian gấp gáp, quý thị huynh muội báo với quý thị, liền cùng nhau đến tiểu viện của quý anh anh. Quý ma ma đã sớm được quý thị phân phó, canh cửa sân, gọi tương nhi và lăng nhi đến bên cạnh, để hai huynh muội trò chuyện. Vào chính phòng, Quý Diệu Đình từng chữ từng câu truyền dạy hai loại bí truyền nhuộm tơ của Quý Gia. Cách chọn sợi tơ, cách xử lý tơ thô, dùng bao nhiêu liệu, thứ tự. Điều quan trọng nhất là thêm các vật liệu đặc thù, Quý Anh Anh ghi nhớ kỹ trong lòng. Anh Anh, nhớ rằng bí truyền và tự mình làm là khác biệt. Không phải chỉ biết cách nhuộm là có thể nhuộm ra tơ tốt nhất. Thời gian, kỹ thuật nhuộm, còn cần thực hành thực tế. Quý anh anh cười nói. Kaka, em học bí truyền để tìm ra cách lừa dối. Kaka về trước đi, muốn dạy an ninh, cũng phải chờ Kaka ngày mai trở lại. Quý Diệu Đình biết rõ muội muội muốn cân nhắc bí truyền, không nói thêm, đứng dậy đi ngay. Chào ôi, ca ca. Quý anh anh vui mừng gọi hắn lại. Không phải nói cần tài liệu đều từ thịnh lang quân cung cấp sao? Ca ca ngàn vạn lần không nên khách khí, tài liệu trong phường nhuộm chỉ đủ nhuộm những mảnh vải đây em đã mua về. Chuẩn bị thêm một chút, quay lại nhờ Chu Nhị Ca giúp bán vải, chúng ta sẽ tiếp tục nhuộm. Đương nhiên rồi. Hai huynh muội nhìn nhau cười, dù bị ép đến nước này, có thể lấy được một khoản từ thịnh lang quân cũng khiến hai người trong lòng tràn đầy niềm vui và ánh mặt trời. Chương 102 Nghĩa Xuyên Nam bảo người quản sự và thầy kiện, cùng Lý Phu Nhân và Thị Tỳ chạy trốn, hướng tới phủ nhà Ích Châu lần lượt đệ đơn kiện. Họ cáo buộc quý thị mưu đồ tài sản và mua thổ phỉ để giết thứ muội. Quý thị ở nhà không yên giấc, hai huynh muội quý thị không có cách nào khác, đành phải nằm trên xe la với vài giường chăn mền, giúp đỡ quý thị và cẩn thận đến thành vào sớm tinh mơ. A Ninh cũng giấu quý diệu đình để viết tài liệu và hóa đơn khi vào thành để mua hàng. Thái thú nhận lễ trọng của Nghĩa Xuyên Nam nên không xem trọng Quý thị. Hắn cảm thấy tò mò về người mang theo lễ vật đến cận sư gia, nói rằng người này thay Quý thị biện hộ, đưa một đôi phỉ thúy ngọc bích và yêu cầu không giam Quý thị. Bên cạnh phụ tá suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, có lẽ vì Quý thị xuất thân từ bá tước phủ, lại đang bệnh nên mới thỉnh ông đối xử tử tế một chút. Lại phỏng đoán, Quý thị và Lý phu nhân vốn là tỉ muội, có thể là từ phủ muốn mời đại nhân giải quyết thiên vị bên nào cũng không tốt. Từ đó, thái thú nhận lễ của cả hai bên và quyết định là một vụ xử lý công bằng. Tuy nhiên, ngày hôm qua phủ thái thú lại đến hai nhóm người. Một nhóm trước kéo sợi dây thừng về một phía, nhóm sau lại kéo sợi dây thừng về phía ngược lại. Hai bên gia tăng lực lượng ngang nhau, thái thú thật sự không biết phải làm sao. Tại phòng riêng của tiểu lâu đối diện châu Nha, như mũ nương che mặt ngồi đối diện với triệu tu duyên đánh cờ. Một bên khiến người đi hỏi thăm tin tức từ châu Nha Triệu Tu Duyên không yên lòng Không phải đối thủ của nhiều ngũ nương Chưa đến trung bàn đã lộ rồi thất bại Hắn không hứng thú Ném quân cờ nói Ta ra ngoài hít thở không khí Nhiều ngũ nương không cản hắn Triệu Tu Duyên vừa bước ra Nàng lập tức lật bàn cờ Các quân cờ bằng ngọc lăn trên sàn gỗ Và chạm len keng Trong mắt nàng lộ rõ vẻ khinh thường thắng hắn một ván thì có gì đáng để khoe khoang. Thị tì bên cạnh nàng, Ngọc Duyên, bưng hộp đựng cờ, ngồi xổm xuống nhặt các quân cờ lên, đặt lại trên bàn trà, nhẹ giọng khuyên. Thiếu phu nhân, nô tỳ không hiểu tại sao ngài lại giúp lang quân. Nếu quý thị bị phán có tội, thì quý nhị nương vào triệu gia, lang quân sẽ càng chấp niệm với nàng và đối xử lạnh nhạt với thiếu phu nhân. Nhiều ngũ nương sau khi phát tác, như không có gì xảy ra, tay trắng nón cầm lấy quân cờ, từ từ sắp xếp lại bàn cờ. Triệu gia muốn thêm củi lửa để hủy diệt quý gia. Quý nhị nương mới đến, triệu gia thiếu người tài ba. Ta chọn gà vào triệu gia, tự nhiên muốn giúp triệu gia phát triển an toàn. Người của quý gia đã tới chưa? Ngọc Duyên cúi người đáp. Nô tỳ sẽ đi xe một chút. Nàng đi ra ngoài, thấp giọng giận dò vài câu. Không lâu sau đã có người trở về báo tin. Ngọc Duyên vào bẩm. Thiếu phu nhân, người của quý gia đã đến. Quý Đại Lang và thầy Kiện đã vào công đường. Quý thị đang ở trên xe la bên đường, quý nhị nương đứng ngoài chờ phán xét. Nhiều ngũ nương đứng lên, mở cửa sổ một góc để nhìn ra ngoài. Hôm nay tuyết rơi nhẹ, thời tiết khá lạnh, bên ngoài châu phủ nha môn có ít người xem náo nhiệt. Nhiều ngũ nương nhìn thấy quý anh anh, nàng mặc áo trắng có in hoa hồng mai, bên cạnh có tỷ nữ che dù giấy tránh tuyết. Triệu Tu Duyên đứng ở phố đối diện, chăm chú nhìn Quý Anh Anh, không khỏi sinh ra cảm giác hưng phấn như bị dao nhỏ đâm. Cảm giác này thúc đẩy hắn muốn tiến về phía Quý Anh Anh. Lang quân, thiếu phu nhân đang ở bên cửa sổ. Triệu Bình mắt tinh, ngửa đầu thấy cửa sổ bị mở một góc. Không đề cập tới hoàn cảnh, Triệu Tu Duyên còn do dự, đi nói chuyện với Quý Anh Anh, không ngoài việc muốn chiếm lợi thế bằng miệng lưỡi thổ lộ sự phẫn nộ vì nàng đã trốn khỏi tay mình. Triệu Bình nhắc nhở như vậy, Triệu Tu Duyên lại nghĩ tới đêm tân hôn với nhiều ngũ nương, nhớ lại dung mạo sâu xí và thái độ ngạo mạn của nàng. Như thể mình là người nàng chọn làm gì, chỉ để sinh con dưỡng cái cho nghiêu gia. Ngoại trừ việc có cha nắm binh quyền, nàng trong mắt hắn hoàn toàn không có giá trị gì. Triệu Tu Duyên hừ một tiếng, vung tay áo đi thẳng tới. Trên công đường, thị tỳ của Lý Phu Nhân là gặp Xuân díu giết khóc lóc kể lể. 20 năm không lui tới, Phu Nhân nhận được thư của Quý Phu Nhân thì vô cùng khổ sở. Trái ý lang quân, đến từ xa tới Ích Châu, giao khoản lụa này cho hoán hoa phường của Quý Gia để nhuộm. Quý Diệu Đình giận dữ, ngừng đầu chắp tay nói. Đại nhân, tiền tỷ này đổi trắng thay đen, nói bậy bạ. gì đến thăm đêm khuya, cả nhà đều giận mình. Mẫu thân ta không hề viết thư cho gì rõ ràng là gì xin giúp đỡ nhà ta, gia mẫu nhớ thân tình, mượn hai ngàn thất lụa cho gì. Dì. dì lấy phủ trung trạch viện và một gian tơ lụa trang điếm khế làm thế chấp. Hắn nói rồi đưa khế ước thế chấp của Lý Phu Nhân lên. Nhà dịch nhận lấy khế ước và chỉnh lên, quý diệu đình lớn tiếng nói. Đại nhân minh xét, nếu gì vì chiếu cố cuộc sống gia đình ta, khăng khăng mời ta nhuộm lụa, thì sao lại đem trạch viện và cửa hàng làm thế chấp giao cho gia mẫu? quản sự nam tước rơi nước mắt nói phu nhân và lang quân đêm đó cãi nhau dữ dội lang quân tức giận nói muốn bỏ vợ phu nhân trong cơn tức giận mang theo khế ước mua bán nhà đến ích châu phủ chính là hai tờ khế ước này làm quý thị nổi lòng tham quý diệu đình nổi cáu người nói bậy thầy kiện của nam tước phù cười lạnh nói đại nhân minh xét phu nhân và quý thị là tỷ muội dù có viết phiếu nợ hay biên lai mượn đồ cũng đều có thể làm sao dùng trạch khế của Nam Tước Phủ làm thế chấp. Toàn Thành An cũng biết, nghĩa xuyên Nam Tước Phủ tuy không phải hào hoa xa xỉ, nhưng cũng có thể thế chấp vài vạn quán tiền ở tiệm cầm đồ. Phu nhân nhà ta vì hai ngàn thất lụa, không chỉ thế chấp tòa nhà mà còn cả cửa hàng ở chợ phía đông. Hắn liếc nhìn quý diệu đình, từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đại nhân thỉnh xem qua, đây là thư quý thị viết cho phu nhân nhà ta. Quý diệu đình thấy đối phương lấy ra thư, liền quay đầu nhìn về phía cận sư ra đứng một bên không nói gì. Hai bên tranh luận lớn tiếng, quý anh anh nghe rõ ràng, tức giận dậm chân. Thật không biết xấu hổ, mẹ ta rõ ràng không viết thư cho gì. Người biết trên đời này có loại người chuyên giả mạo văn thư không? Họ rất giỏi bắt chước bút tích, thật giả khó phân biệt. Quý anh anh, ngươi không hiểu sao? Có người muốn đẩy quý ra xuống địa ngục, không thể chạy thoát. Quý anh anh bỗng nhiên ngừng đầu lên, Triệu tu duyên mặc áo choàng nhũ kim loại chức cầm, áo khoác lông màu đen, đứng ung dung. Hắn không bung dù, tuyết nhỏ rơi lên, phủ trên hàng lông mày như ngọc bích. Vẫn cao mất như thanh trúc, khuôn mặt thanh nhã như tranh vẽ. Có lẽ trời rất lạnh, quý anh anh dùng mình, giọng nói của hắn như rắn độc thè lưỡi, liếm lên người, làm nàng chán ghét. Triệu tu duyên hiểu rất rõ nàng, thấy đôi mắt đen của nàng bốc lửa, hắn không nhịn được cười muốn đâm ta sao? Đây là châu phủ nha môn, ngươi dám không? Triệu tu duyên. Quý anh anh nghe tiếng răng mình nghiến chặt. Tường nhì nhát gan, nắm lấy cánh tay quý anh anh, giọng run rẩy. Nương tử, phu nhân vẫn đang chờ tin tức. Lúc này trên công đường truyền ra giọng thái thú. Tạm nghỉ, đi lấy bút tích của quý thị từ quý gia. Biết sẽ đối chiều bút tích này có phải là của mẫu thân hay không? Tạm thời nghỉ đường. Quý anh anh nén giận. Triệu tu duyên, ta biết người mong quý gia gặp xui xẻo. Người yên tâm, ta sẽ sống tốt, tức chết người. Nàng không muốn đứng ở đây nữa, không đợi huynh trường xuất hiện, dẫn theo tương nhi quay trở về xe la. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 103. Triệu tu duyên chưa nói hết câu, đã thấy nàng định rời đi, vội bước nhanh tới trước, nắm lấy cánh tay nàng, kéo mạnh về phía mình. Người đã cứu ngươi đêm đó là ai? quý anh anh dùng sức thoát ra nhưng không được vì triệu tu duyên quá mạnh nàng bất chấp đây là ngay trước cửa nha môn nhổ nước miếng vào mặt hắn triệu tu duyên vô thức nghiêng mặt lấy tay áo long quý anh anh ngươi dám một cơn đau nhói dưới háng khiến hắn nghẹn lời hắn buông tay khom người mặt đỏ bừng ngươi dám ngươi dám quý anh anh ngẩng đầu nếu ngươi còn dám dùng tay bẩn thỉu của mình chạm vào ta ta sẽ làm điều còn tồi tệ hơn nàng kéo tường nhi sững sờ lên xe la, ưỡn thẳng lưng, lòng cảm thấy hả hê. Người đàn bà tranh chua ư, nàng hận không thể đánh đá hơn nữa. Tường nhì vẫn đứng đó trợn mắt há hốc mồm, nhiều ngũ nương cào móng tay lên song cửa sổ, chán nổi gân xanh tức giận. Thật buồn cười. Ngọc Duyên nhẹ nhàng nói. Thiếu phu nhân, có muốn đi dạy dỗ quý nhị nương không? Dám đối xử như vậy với lang quân, người nghĩ ta là quý nhị nương sao? Nhiều ngũ nương rời khỏi cửa sổ, không thèm nhìn tiếp. Nàng nhớ đến Dương Tĩnh Nguyên, lần đầu gặp hắn, hắn đi cùng tang thập tứ, thất nương giỏi võ, kéo hai người đến chuồng ngựa cưỡi ngựa bắn tên. Hắn cưỡi con ngựa trắng, mặc áo cầm bào đỏ, chán đeo khảm hồng ngọc lộng lẫy, như nắng hè trói mắt làm nàng không mở nổi mắt. Nhiều ngũ nương vung tay áo, đẩy bàn cờ xuống tiếng va đập như tiếng tan nát cõi lòng nàng khi nghĩ đến việc phải gả cho người như Triệu Tu Duyên. "Thiếu phu nhân." Ngọc Duyên đau lòng đỡ nàng. Nhớ lại cảnh Triệu Tu Duyên bị quý anh anh đá gặp người như con tôm, nghĩ đến việc vì con mà nàng phải dễ dàng tha thứ cho hắn, ban đêm tắt đèn sau lưng nàng, như ngũ nương càng hận và giận Dương Tĩnh Uyên hơn. Nàng đẩy Ngọc Duyên ra, nói mạnh, "Dương Tam Lang, ta muốn ngươi từ Trường An trở lại." và thấy quý nghị nương trở thành nô tỳ của ta đi mời đô đốc thỉnh hắn tự mình đi phủ thái thú ngọc duyên nhận lệnh biết rõ tính tình của nương từ nhà mình không khuyên nữa liền xoay người đi khi nhiều ngũ nương phát tác người bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh ở cửa nha môn gió rét từ cửa sổ thổi vào a à, thịnh không để ý chút nào hắn dựa vào song cửa sổ cười đến lồng ngực phập phồng quý nghị nương lần sau Bản vương sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nào nữa." Hắn nâng chén uống cạn, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng quý anh anh. A Ninh cúi mắt, che giấu sự khiếp sợ trong lòng. Chủ tử lại vì hành động của một cô gái bình dân thô lỗ mà cười vui vẻ như vậy. Nàng lấy từ tay áo ra tài liệu hóa đơn của Quý Diệu Đình, đưa tới. "Chủ tử, Quý gia không có tiền, đây là tài liệu cần thiết để A Ninh học tập kỹ thuật nhuộm." A Thịnh không rời mắt, "Ngươi là chuyên gia nhuộm?" mới phái ngươi đến quý gia đình có tiếng là học giỏi kỹ thuật nhuộm ngươi thấy được gì thưa chủ tử thục hồng tơ là dùng phượng huyết chu sa làm nguyên liệu chính hoán hoa tơ lấy tên từ bốn mùa hoa cỏ cần gì phải dùng vẹt lam còn đòi thêm hai mươi thỏi quý gia coi chúng ta như tiền bỏ đi nàng nói lặng lẽ ngước mắt nhìn chủ tử ghét nhất bị người lừa hắn sẽ tức giận chứ hãy bảo mộc trưởng quý chuẩn bị theo hóa đơn nụ cười trên môi a thịnh càng sâu chắc chắn là ý của quý nhị nương biết rõ quý gia bị tính kế như vậy mà còn dám tính kế lại nhà đầu đó như ly rượu mạnh của hắn cay độc khi uống vào nhưng đầy đủ hương vị nhìn thấy quý anh anh lên xe la hắn mới rời khỏi cửa sổ ta muốn quay về cần sư gia sẽ liên lạc với ngươi a à ninh nén nghi vấn trong lòng vội vàng lấy áo khoác từ trên giá áo khoác lên cho hắn nàng nửa cúi mắt khi buộc dây, mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi. Trong đầu nàng rung động, tay hơi run, mãi mới buộc xong. Hai tay hắn nắm lấy tay nàng, A à Ninh không kìm lòng ngẩng mặt. Chủ tử như không để ý đến sự khác thường của nàng, buộc xong, sải bước ra khỏi cửa. Mau chóng học được bí truyền của quý gia, là nàng cúi người thật sâu, khi ngẩng đầu lên, chỉ còn lại nàng trong phòng. A à Ninh ngồi phịch xuống đất, tay đè lên ngực đang đập thình thịch gió tuyết ngày càng mạnh, hai huynh muội đồng ý giấu kín chuyện lá thư đó. Quý Diệu Đình vội vã đến nói rõ, rồi cùng với nha dịch cưỡi ngựa chạy về Tam Đạo Yên. Trong xe la, lò than bốc lên, không khí ngột ngạt vô cùng. Quý Thị lúc đầu còn tỉnh táo, nhưng bây giờ đã hôn mê ngủ. Nàng nghe thấy tiếng nói của con trai và con gái, cố gắng mở mắt. Anh anh! Quý Mama nghe thấy, sốc màn xe một góc gọi. Nương tử, phu nhân tìm ngươi. Quý anh anh nhìn theo ca ca đi xa, rồi chui vào xe la. Không đợi quý thị hỏi, nàng cười nói. Nương, trên công đường Nam Tước Phủ, tiện tỳ kia nói mà không có chứng cớ. Thái thú đại nhân đã lệnh lui đường, buổi chiều sẽ thẩm tra lại. Quý thị thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã lui đường, ca ca ngươi đâu? Quý anh anh nhanh nhẹn bịa chuyện. Cần sư gia mời ca ca uống rượu. Nương, đã đến ích châu phủ, chúng ta tìm một y quán lớn xin lang chung xem bệnh cho ngươi. đứng trong xe la không khí không tốt, tìm chỗ ấm áp để ăn cơm cũng tốt, ngươi thấy sao? quý thị không muốn vào y quán, nghe vậy liền đồng ý. tìm quán bán thịt dê thang, uống một chén cho ấm cũng tốt. giọng nàng yếu dần, nói xong lại ngủ. nàng bệnh, không thể ăn thịt dê. quý phúc nghĩ vậy, sợ hắn bị lạnh. quý mama trong lòng xúc động, nước mắt trào ra. phu nhân nhà ta người khỏe mạnh, ăn chén canh nóng với bánh là được. Quý anh anh cười nói. Gọi quý phúc thúc đánh xe đi, ta thấy phía trước không xa có quán, mama ở lại bồi mẫu thân, ta ra ngoài hít thở không khí. Chỉ vài bước là đến. Nàng lau mồ hôi trên chán, gọi quý mama đem sự từ chối nuốt lại. Nàng cùng tương nhi ngồi dựa vào càng xe, che dù chắn gió tuyết. Quý Phúc sợ nàng bị lạnh, vội quất con la hai roi chạy đến đầu phố. Cửa tiệm treo biển xanh, nồi nước sôi để ngoài cửa, màu trắng sữa thang bốc khói, mùi thịt dê thơm phức theo gió bay. Cạnh đó là khách sạn có biển treo, quý phúc ngập ngừng. Nương tử, phu nhân bệnh, sợ nghe thấy mùi không quen, chúng ta vào khách sạn đi. Muốn một phòng nhá, sạch sẽ, ấm áp, phu nhân có thể xuống xe nghỉ ngơi. Quý anh anh cũng thấy hợp lý, đoàn người vào khách sạn. Nghe nói có bệnh nhân, tiểu nhị bưng bốn chậu than vào, phòng nhanh chóng ấm áp. Quý ma ma lực lớn, bọc quý thị trong chăn, cõng vào phòng. Quý anh anh tự tay bưng nước nóng, lau mặt cho quý thị. Quý thị thấy thư thái, tinh thần tốt hơn. Tiểu nhị đi sang bên mua thịt dê thang và bánh nướng, bưng tới cháo trắng. Quý ma ma hầu hạ quý thị dùng cơm, quý anh anh dẫn tương nhi xuống lầu, gọi quý phúc dùng cơm trước lại có một chiếc xe ngựa dừng trước khách sạn, màn vải nặng nề được người kéo lên. Gió rét thổi vào đại sảnh, quý anh anh ngẩng đầu nhìn. Hai bà tử và một nha đầu vây quanh một lão phụ nhân mặc áo gấm sắc đan kim, quàng khăn trồn đen, đi vào. Khách sạn nhỏ, trong hành lang người ngồi hầu hết mặc áo xanh lam hoặc xám. Đoàn người này đột nhiên xuất hiện, trang sức không vàng thì bạc, đầy tớ mặc áo tơ như sa mạc đột nhiên nở rộ một lùm mẫu đơn. Làm người ta kinh ngạc. Quý anh anh chỉ liếc một cái, rồi tiếp tục vùi đầu uống thịt dê thang. Một chiếc váy lụa màu hồng đào xuất hiện trong tầm mắt nàng. Xin hỏi ngài có phải là quý nhị nương tử của Tam Đạo Yển phường nhuộm hoán hoa không? Chương 104 Quý anh anh nuốt xong viên thuốc, lấy khăn lau miệng, từ từ ngẩng đầu lên. Đây là kết quả của quá trình huấn luyện của quý thị và các ma ma. Quý thị đã dặn nàng rằng, nếu gặp phải những việc khiến ngươi kinh ngạc, tốt nhất là kéo dài thời gian để thích ứng. Trong khách sạn nhỏ, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ quý tộc lạ mặt. Người này mặc áo tơ và nhận ra nàng. Trong khi nha môn đang thẩm vấn vụ án, quý anh anh không thể tập trung được. Ta là quý nhị nương. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Tỷ tỷ có chuyện gì không? người mặc áo tím nhạt kính cần nói. Phu nhân nhà ta muốn mời tiểu nương tử đến thưởng trà. Quý anh anh nhìn qua. Chỉ trong thời gian ngắn, bốn phía đã được vây quanh bởi những tấm màn xanh, tạo thành chỗ ngồi dựa vào tường. Một bà tử cùng thị tỳ đứng ngoài màn, một thị nữ lấy ra bộ trà củ, từ bình xứ trắng rót nước trong, nhã nhặn pha trà. Khung cảnh khiến ai nhìn cũng phải ngạc nhiên, mới đây còn có tiếng khách nói chuyện lớn, giờ đây đã im bặt. Trưởng quỹ luống cuống đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo. Quý Phúc Thúc, người canh giờ đến nhà môn đón tí ca ca, bảo hắn rằng chúng ta tạm thời tránh gió tuyết ở đây. Quý anh anh dặn dò xong, dẫn Tương Nhi đi qua. Nàng nhìn thị tỳ đứng ngoài, dẫn Tương Nhi ở lại bên ngoài, rồi một mình bước vào trong màn. Sàn đã được trải thảm ba tư màu đỏ có hoa văn trên án kỳ được phủ một tấm gấm lam có hình thoi, bốn góc có tua rua dài. Trên bàn có một lư hương đồng to bằng quả đấm, khói hương xanh lượn lở bay lên. Cảnh quan nơi này và đại sảnh bên ngoài như hai thế giới khác biệt. Tuyết hôm nay không lớn lắm, chưa phủ kín, đường đi đến khiến đôi ủng da hưu của quý anh anh dính đầy bùn. Nàng không đành lòng dẫm lên tấm thảm quý, đứng ngoài khom người hành lễ. Cảm tạ phu nhân đã tiếp đón dẫm lên tấm thảm đẹp này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng trà của phu nhân. Dương Thạch Thị đã cố ý sắp đặt như vậy, thấy quý anh anh tỏ ra lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh, thầm khen sự dạy dỗ của quý thị không thua gì tiểu thư khuê các, trong lòng thêm phần vui vẻ. Nàng cười nói với quý anh anh. Không sao, thảm là để người dẫm, lại đây ngồi đi. Quý anh anh cảm tạ rồi hào phóng bước qua, nàng ngồi xuống trên nệm gấm đối diện bàn trà trong lòng thầm nghĩ về tuổi tác của Dương Thạch Thị, suy đoán liệu bà có phải là ngoại tổ mẫu ở Trường An. Chào ôi, làm sao có thể, dù có là ngoại tổ mẫu cũng không tự mình đến khách sạn nhỏ này gặp mẹ nàng. Nàng nửa cúi mắt hỏi. Phu nhân có thể cho biết xưng hô như thế nào? Nhị nương trước đây chưa gặp qua phu nhân. Đây là đại phu nhân nhà ta, nhà ở Dương Gia Ngõ Hẻm, Ích Châu Thành. Người áo tím nhạt giới thiệu thân phận của Dương Thạch Thị. Cẩm vương dương gia đại phu nhân, quý anh anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt bỗng mở to tiết lộ sự kinh ngạc của nàng. Vẫn còn là đứa bé thôi mà, dương thạch thị mỉm cười từ ái. Lúc này, thị nữ đặt hai chén cháo bột trên mâm gỗ sơn đỏ và trình lên. Nhân lúc thưởng thức trà, quý anh anh từ từ suy nghĩ về động cơ xuất hiện của dương thạch thị. Vụ án của quý gia lần này thu hút không ít sự chú ý. Triệu Tu Duyên xuất hiện ở nha môn từ sáng sớm. Dương Thạch Thị tự mình tìm đến khách sạn nhỏ. Quý anh anh nhớ tới tấm khăn gấm được Dương Tĩnh Nguyên sắp xếp, lòng nàng dấy lên chút bi ai. Trong trời gió tuyết, chủ mẫu Dương Gia tự mình đến gặp nàng tại khách sạn nhỏ này. Nàng có thể khẳng định, Dương Gia đến để bày tỏ ý đồ. Dương Thạch Thị khi uống trà cũng đang quan sát quý anh anh. Đây là một tiểu nương tử xinh đẹp và hiểu lễ dù chưa thể lão luyện che giấu tâm sự, nhưng có thể chấn định trước mặt mình, đã là không dễ dàng. Nàng đặt chén trà xuống, dùng khăn ấn ấn khóe miệng, cảm khái nói. Nhà ta nhiều năm kinh doanh nhuộm ở phường Hoán Hoa, nghe nói quý gia gặp rắc rối với quan tòa, quý phu nhân bệnh cũng đến để chờ phán xét, thiếp vốn muốn thăm hỏi trước, nhưng lo lắng quý phu nhân phải hao tâm tốn sức tiếp đón, ngược lại không tốt. Mẫu thân người hiện tại thế nào? quý anh anh lễ phép tạ ơn dương phu nhân quá lo lắng gia mẫu chỉ là tinh thần kém chút tính dưỡng mấy ngày sẽ tốt thôi thiền tử đi mời cố lão tiên sinh đến bắt mạch cho quý phu nhân dương thạch thị phân phó dương đại phu nhân chưa đưa ra điều kiện nàng sao dám cảm kích trước quý anh anh vô thức muốn từ chối dương thạch thị cười giải thích cố lão tiên sinh vốn là ngự y trong kinh tháng trước mới cáo lão về quê định cư ở ích châu thành không phải lang trung tầm thường có thể sánh được vì giao tình nhiều năm giữa hoán hoa phường nhuộm và dương gia mời cố lão tiên sinh xem bệnh cho quý phu nhân cũng là việc cần làm dương phu nhân quá lo lắng nghe nói là ngự y quý anh anh không từ chối nữa khom người hành lễ với dương thạch thị màn bố tạo ra một không gian kín đáo bàn trà có một lồng chụp giữ ấm áp quý anh anh đoan chính ngồi chờ đợi dương thạch thị đưa ra điều kiện Ta đã thấy tấm khăn thêu hoa cúc của ngươi, rất thích. Nàng cũng biết, chắc chắn là vì tấm khăn ấy, một bộ đấu gấm, nhà ai lấy ra, liền là của ai. Dù nàng phối màu cho Triệu gia, Triệu gia cũng danh xứng với thực là Cẩm Vương. Dương gia bày tỏ ý đồ, nhưng không thể khiến Triệu gia đưa tấm biển Cẩm Vương đến Dương gia. Dương đại phu nhân coi trọng tài nghệ phối màu của nàng sao? Thật ra, không cần Dương gia mời chào nàng tuyệt đối sẽ không phối màu cho triệu gia nữa từ một góc độ nào đó triệu gia là kẻ địch chung của dương gia và quý gia quý anh anh hiểu rõ điều này khiêm tốn nói tài hèn mọn khó đăng nơi thanh nhá chỉ là chút khéo tay mà thôi dương thạch thị nhẹ nhàng dò xét nhận được câu trả lời từ quý anh anh khá ngạc nhiên với phản ứng của nàng bà cười ha ha nói đúng vậy có chút khéo léo lúc này quý anh anh khẽ ngước mắt nhẹ nhàng chạm vào ánh mắt của dương thạch thị rồi nhanh chóng rời đi cái khéo này nói là triệu gia được khéo từ cẩm vương cũng có nghĩa là triệu gia ngẫu nhiên được nàng quý anh anh phối mầu dương tĩnh uyên từ chối hôn sự dương thạch thị và hai con trai lại không nghĩ vậy lấy ai không lấy lấy người không uy hiếp con vợ kế còn có thể giúp ích cho dương gia chức cầm tại sao lại không làm dương thạch thị vốn định đợi dương tĩnh uyên trở lại rồi thuyết phục ai ngờ quý gia lại xảy ra nhiều chuyện như vậy đây là cơ hội trời cho dương thạch thị là người làm ăn nàng không muốn bỏ lỡ quý nhị nương nếu ta giúp quý gia vượt qua cửa ải khó cần bao nhiêu tiền bạc quý anh anh thông minh không để dương thạch thị tiếp tục vòng vo trực tiếp hỏi dương thạch thị mở miệng là nói về tiền bạc chắc hẳn ngoại trừ vị thần bí uy phong thịnh lang quân những chuyện khác đều biết. Tụ Thái Các và Triệu Gia thiếu tổng cộng 6 màn quán. Nhân sâm 2 ngàn quán, tổng cộng là 8 màn quán, quy đổi thành bạc là 8 màn lượng. Tiền bạc không phải là con số nhỏ, tổng thể có thể kiếm lại. Quan trọng nhất là nha môn chưa phán quyết vụ án, nghĩ đến thịnh lang quân, cảm giác bị hắn bóp chặt cổ họng không thể xua tan. Quý anh anh động tâm với đề nghị của Dương Gia, nhưng lo lắng Dương Gia không đối phó được thịnh lang quân. Nàng thử dò xét. Quý gia còn có tay nghề, thiếu tiền bạc tổng có thể kiếm lại. Dương Thạch Thị trầm ngâm rồi nói. Nếu Dương gia có thể giúp quý gia thắng kiện thì sao? Dương gia có thể hóa giải vụ án, quý gia sẽ không bị thịnh lang quân uy hiếp. So sánh hai cái, Dương gia nói là làm ăn, thịnh lang quân lại dám giết người ép buộc. Quý anh anh thả đầu nhập vào Dương gia, nàng không do dự nói. Dương gia không định lấy bí truyền của Quý gia làm thù lao chứ? Nàng động tâm, lý do chính là nàng không muốn Thịnh Lang Quân học bí truyền của Quý gia. Ta muốn nhà ta Tam Lang cầu hôn. Chương 105. Quý anh anh trợn tròn mắt, miệng há hốc. Nàng bật thốt lên, "Dương phu nhân, ngài chẳng phải đã để mắt đến tài nghệ của thiếp sao? Thiếp có thể làm việc cho Dương gia, thiếp có thể ký khế ước 3 năm phục vụ cho Dương gia." Nàng không hề nghĩ đến việc dùng hôn nhân của mình để trao đổi. Điều kiện Dương đại phu nhân đưa ra so với Triệu gia và Thịnh Lang quân tốt hơn nhiều. Chỉ cần Dương gia không nhòm ngó bí truyền của Quý gia, Quý anh anh sẵn lòng mất đi vài năm tự do vì gia đình. Nụ cười trên mặt Dương Thạch thị cứng lại. Với điều kiện của Quý gia, có thể gả vào Cẩm Vương Dương gia làm Tam thiếu phu nhân là chuyện tốt không ai dám mơ tới. Tam lang tuy là con vợ kế nhưng dung mạo tuấn tú, võ nghệ tinh thông, và nhân phẩm cũng không tồi. Quý anh anh lại không muốn gả. Nàng vốn là người tam lang thích, nếu nàng vào dương phủ làm nữ công ba năm, tam lang sẽ nhìn mẹ kế mình thế nào? Dương Thạch Thị thấy nhức đầu. Dù sao nàng cũng là người từng trải qua sóng gió trên thương trường, ngần người rồi hòa ái nói. Nhị nương, trong lòng nàng chưa từng thích tam lang nhà ta sao? Hắn muốn kết hôn với nàng, nhưng lo lắng nàng hiểu lầm. Vì vậy, hắn cầu xin ta và phụ thân hắn bỏ ý định đến quý gia cầu hôn. Tam Lang từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh ta, ta không muốn hắn bỏ lỡ cơ hội này, ta chọn nàng chính vì tài nghệ của nàng, Tam Lang nhà ta đối với nàng là một tấm chân tình. Lúc này, quý anh anh mới nhớ tới Dương Tĩnh Nguyên. Họ mới gặp ngỡ ở trúc lâm tự và tranh chấp ở Hoán Hoa Khê vào ngày rằm tháng 8. Nàng đánh cắp ngựa của hắn, bỏ mặc hắn trên bờ sông trong gió lạnh. Hắn từng nghĩ nàng bị bệnh, vội vàng chạy đi mua cháo cá, nhưng lại làm rơi vỡ hộp cháo. Dường như có mọn lửa bùng lên trên môi, hắn hôn nàng nhưng bị nàng đánh một cái tát. Trong phút chốc, hình ảnh Dương Tĩnh Nguyên luân chuyển, cuối cùng trở thành hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn mình dưới cơn mưa. Nàng từ từ cúi đầu xuống, cảm thấy hoang mang mạnh mẽ nàng chưa từng thực sự suy nghĩ về lời nói của dương tĩnh uyên có quá nhiều chuyện xảy ra trong nhà nàng không có tâm trí để nghĩ đến chuyện khác dương đại phu nhân nói rất rõ ràng nàng rất cảm kích nhưng làm vậy có phụ lòng dương tĩnh uyên không nàng suy nghĩ kỹ chuyện này vốn nên bàn bạc với mẫu thân nàng trong lúc mấu chốt này dương gia có thể bị nghi ngờ là thừa cơ lợi dụng ta lo lắng quý phu nhân hiểu lầm cảm thấy như đang bán nữ nhi không muốn đồng ý truyền chung thân đại sự của nàng cần nàng tự quyết định mới tốt đã liên hệ với quý gia từ lâu dương thạch thị hiểu rõ tính cách cứng rắn của quý phu nhân nên không vội vàng ép buộc lúc này bên ngoài vọng vào giọng của thiên tử phu nhân cố lão tiên sinh đến rồi mang bệnh không dám quấy dày quý phu nhân nghỉ ngơi cáo từ trước nếu có việc gì cần xin phân phó thiên tử nói xong dương thạch thị đứng dậy chống tay lên bàn trà. Không ép nàng phải quyết định ngay lập tức, quý anh anh rất cảm kích. Nhìn thấy mái tóc hoa dâm của Dương Thạch Thị, bà đứng dậy có chút khó khăn, nàng tự nhiên đưa tay giúp đỡ. Dương Thạch Thị không từ chối, nắm tay nàng đứng lên, khẽ thở dài. Lớn tuổi, thân thể không còn như xưa. Làm phiền ngài đi chuyến này, tiểu nữ thay mặt ra mẫu đa tạ ngài. Quý anh anh mềm mại nói, tiếp tục đỡ Dương Thạch Thị lên xe ngựa bên ngoài lạnh lẽo hãy đi thăm mẫu thân của nàng dương thạch thị mỉm cười buông màn xe xuống trên xe trần ma mang trà gừng nóng hổi đến nhẹ giọng than phiền phu nhân cần gì tự mình đến lỡ bị lạnh thì sao mọi người cứ lo lắng thái quá từ xe vào điếm chỉ có vài bước sao mà lạnh được dương thạch thị rất hài lòng về cuộc gặp hôm nay trần Mama ma là người theo nàng từ khi còn là nha đầu hồi môn gả vào phủ làm quản sự và luôn ở bên cạnh hầu hạ nàng, rất được Dương Thạch Thị tín nhiệm, nên cũng dám mở lời. Lão nô không hiểu, muốn nha đầu quý gia giúp Dương gia, vì sao nhất định phải để Tam Lang quân cưới vào cửa? Sau khi uống trà gừng, trong dạ dày ấm áp, Dương Thạch Thị có chút mệt mỏi. Nàng nửa nhắm mắt dựa vào gối, tựa như lẩm bẩm nhưng cũng như đang trả lời Trần Ma Ma. Tam Lang như con ngựa bất kham, ta phải giữ chặt hàm thiếc và dây cương mới yên tâm. Trần Mama thở dài nói. Đại lang quân hiếu thuận và có tiền đồ. Ngài đã có cháu nội, nên bớt lo lắng đi. Dương Thạch Thị không lên tiếng, trông như đã ngủ. Trần Mama kéo chăn mỏng đắp kín cho nàng, không nói thêm lời nào. Trong khách sạn, cố lão tiên sinh Trần Mạch xong, viết bài thuốc và nói. Bệnh của quý phu nhân chỉ cần tĩnh dưỡng là được, nhưng không thể nổi giận. Thiền tử đưa tay lấy phương thuốc, quý anh anh nghĩ đến nhà còn nửa căn thuốc chưa dùng hết, liền nhanh chóng cầm phương thuốc về tay. Thiền tử không tranh với nàng, quý gia chưa đáp ứng điều kiện của phu nhân, đã mời cố lão tiên sinh, không muốn thêm nợ ân tình. Nàng cúi đầu hành lễ với quý thị và quý anh anh. Nếu quý phu nhân hay quý nhị nương tử có gì phân phó, xin cứ nói với người của dương gia. Nô tỳ xin đưa cố lão tiên sinh hồi phủ, xin cáo từ quý anh anh lệnh quý ma ma tiễn nàng và cố lão tiên sinh ra ngoài. Khi mọi người đã đi, nàng đóng cửa phòng, đi đến ngồi bên giường, giải thích. Nương, nghe nói là ngự y cáo lão hồi hương, con nghĩ bệnh của người sẽ không từ chối. Nghe nàng nói xong, quý thị thở dài. Dương phu nhân, cũng coi như có tâm. Ai bảo nữ nhi giúp đỡ triệu gia đoạt cẩm vương? Hơn 20 năm, dương gia đột nhiên mất đi danh hiệu cẩm vương, làm sao không chú ý đến tài nghệ của nữ nhi? Dương gia bày tỏ, đích thân chủ mẫu tìm đến khách sạn nhỏ này và mời Ngự Y. Không ai có thể từ chối, cũng không thể chỉ trích nàng có ý đồ khác. Thủ đoạn của Dương Thạch thị cao hơn Triệu gia nhiều. Sau khi nằm nghỉ ngơi trong phòng một lúc, tinh thần quý thị tốt lên nhiều. Nàng nắm tay nữ nhi nhẹ nhàng vuốt ve. Anh anh, mẹ nghe ca ca con nói hôm đấu gấm đó, là Dương Tam Lang cưỡi ngựa tìm con về. Còn nhường ngựa cho con. Quý anh anh cúi đầu. Con lo lắng người khác nhìn thấy sẽ đàm tiếu, nên hắn nhường ngựa cho con cưới về trước. Trong chuyến đi Thanh Dương trở lại, Quý Diệu Đình đã kể với mẹ về Chu Nhị Lang và Dương Tĩnh Nguyên. Chu Nhị Lang lúc này cũng hết lòng giúp đỡ Quý Gia. Quý Gia kết thù với Triệu Gia, Quý Thị lo sợ Chu Gia không che chở được Quý Anh Anh không thể đem nữ nhi cho phép người ta, nên không cần cho Chu Nhị Lang hy vọng. Đêm đó Chu Nhị Lang đưa Dương Tĩnh Uyên về nhà, nàng nhiều lần thấy Chu Nhị Lang định nói gì, nhưng đều cố ý chuyển hướng đề tài. Nhiều người thấy tại hội đấu gấm, hắn tìm nàng, chịu cho mượn ngựa cưỡi về, là lo lắng cho thanh danh của nàng. Quý thị thở phào nhẹ nhõm, gửi lời đến Dương gia, mời Dương Tam Lang đến gặp mẹ. Mẹ muốn gặp hắn mẫu thân đồng ý kết thân với dương gia quý anh anh cảm thấy hỗn loạn nàng thấp giọng nói hắn đi trường an tết trước mới trở lại nàng nghiêng người sát lại mẹ 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 cũng cảm thấy cùng dương giao dịch này là tốt sao quý thị đánh nhẹ lên áo lót của nàng giận dữ nói giao dịch gì quý anh anh đau đớn kêu lên nhớ tới lời của cô lão tiên sinh vội nói mẹ đừng nổi giận quý thị liếc xéo nàng nhíu mày nói: "Anh anh, ngươi chẳng lẽ chỉ coi đây là một vụ giao dịch sao? Nếu như vậy, vì Thịnh Lang quân kia cũng chỉ muốn bí truyền của quý gia. Thiếu hắn chẳng qua là tiền bạc, chúng ta có thể tìm cách bù đắp trong một năm. Làm sao có thể để ngươi hy sinh cả đời?" Con, quý anh anh muốn nói nhưng lại không thể thốt ra lời. Mối quan hệ với Dương phu nhân thật sự chỉ là một vụ giao dịch. Nghĩ đến Dương Tĩnh Uyên, quý anh anh lại không thể nói ra. Hắn đối xử tốt với nàng, nàng đều hiểu, nhưng đó là chuyện trước đây, khi hắn đứng trong mưa, đôi mắt đen nhánh, không rõ là đau buồn hay phẫn nộ, sau khi bị nàng tát. Mẹ kế hắn nhân lúc hắn không có ở đây đã lập sẵn hôn sự. Liệu hắn có đồng ý không? Hôn sự này, nói thật là chúng ta trèo cao. Quý thị lo lắng quý anh anh không hiểu, Ôn Tồn giải thích. Dương phu nhân hoàn toàn có thể chấp nhận đề nghị của ngươi để ngươi làm việc cho dương ra mà không cần khách khí nhưng bà ấy quan tâm đến tình cảm của con trai nên chọn cách cầu hôn dù là thừa dịp chúng ta đang khó khăn nhưng trong thế giới này người sẵn lòng giúp đỡ trong lúc tuyết rơi lạnh lẽo rất ít ngươi phải biết cảm ơn con không trách dương phu nhân quý anh anh không trách dương thạch thị nàng chỉ lo lắng về đêm đó khi nàng đánh và mắng dương tĩnh nguyên. nếu bây giờ chấp nhận hôn sự này hắn sẽ nghĩ sao phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn